Buồn mà mẹ không có nói. Cái lâu lâu cái mẹ nói dọn dẹp cho nó mà nó cằn nhằn hoài, ngó tao không thèm làm. Nhưng mà mẹ giận nhà, không có như mẹ ta. Nhà cửa dạ. Dọn ghẻ chứ cô không có thích bừa bãi gì hả? Rồi chăm sóc con cháu thì sao? Bà nội chăm sóc hay là ai chăm dạ, sóc? Dạ bà nội chăm sóc từ nội lúc chăm... mà mới sanh tới giờ luôn. Lúc đi sanh thì ai lo cho mẹ của cháu? Dạ bà nội luôn. Bà nội luôn. Chắc em nghĩ là có nhiều kỷ niệm cái lúc mà đi sanh lắm đúng không chị? Đúng rồi, khi mà chị đau bụng sanh là lúc 6 giờ sáng. Yeah. Là ông xã đưa đi. Lúc đó là ba đã bệnh rồi, mẹ đang chăm sóc ba đó. Ba là bệnh nặng nữa. Mà vừa chăm sóc ba, rồi vừa nhín thời gian để chạy vô bệnh viện. Rồi lúc đó lúc ông nội còn là ông nội đau mà ráng chở bà nội để vô chờ đứa cháu mà từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Đây Lộc, dạ. Chào khán giả ở trường quay của mẹ chồng nàng dâu. Dạ, dạ mời cô ạ. Mời cô giới thiệu về mình. Nguyễn Thị Mốt, hôm nay 83 tuổi, quê quán ở Đồng Tháp. Hiện nay sống ở Bình Chánh. Dạ. Đồng Tháp là huyện nào cô? Huyện Cao Lãnh. À, huyện Cao Lãnh. Mời em gái. Dạ, em là Dương Thị Lượng, nghệ danh của em là Dương Thanh Trúc. Em là quê quán ở Sóc Trăng và hiện cũng đang sống ở Bình Chánh. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Được gần 2 năm rồi. Mình có em bé chưa nhỉ? Mình có một bé gái 8 tháng. Dạ, chúc mừng chị. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó, thì mẹ chồng cảm nhận gì về cô con gái này? Thì thằng con nó dẫn về thì nó giới thiệu là bạn gái nó, là thấy vậy thôi cho nó làm quen luôn, rồi từ từ có tháng hai tháng gì đó rồi cưới luôn. Nhưng mà cô có chịu không? Có chịu, tại vì nó cũng quen nhiều lắm. Không chịu, thấy nó vui vẻ vui tính, ghi hơn nữa nó cũng thằng trai nó cũng nhiều vẻ gọc, mà nó về nó không có nói là cưới đứa nào. Thôi tôi chịu với mày thôi, chịu luôn. Còn không biết nàng dâu thì sao nhỉ? Khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng thì sao, ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên chị gặp mẹ thì thấy là mẹ rất là hiền. Mẹ hiền mà mẹ giống như là cái tình cảm mẹ khi mà nói chuyện với mình á, giống như một gia đình vậy đó. Gia đình ai cũng hiền hết trơn á. Yeah. Nên là cảm thấy thương lắm, thương gia đình lắm, gần gũi lắm. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi cái ngày đầu làm dâu đó thì cô dâu lo cho mẹ chồng như thế nào? Cô dâu thì nó cũng được, mà điều tôi hơi cái lâu lâu cũng như mệt thấy gì cái hơi lãng lãng tay, cái nói chuyện nó la lớn nhiều khi cũng hơi giận giận, nói ủa sao nhỏ này nó dám nạt mình ta, thì cũng hơi giận giận rồi nhớ lại chắc mình không nghe nó mới nói lớn. Dạ tại vì mẹ hơi bị lãng tai, giống như là có khi thì mẹ nghe rõ, có khi mẹ nghe giống như bị chập chờn vậy á. Dạ rồi cái nhiều khi nghĩ rồi mình nói nhỏ chắc mẹ không nghe đâu, cái hồi đó nó nhớ thiệt mẹ ơi sáng xuống cái mẹ ơi vô đây làm gì mình la dữ vậy. Mẹ khỏe không? Cô, dâu có nấu nướng rồi giặt giũ dọn nhà dọn cửa này kia cho thì nó coi như là nó cũng làm phụ mà điều nó ít, cũng như nó đi làm tối ngày rồi mình ở nhà thì cơm nước bị gì nó đi sớm về tối không à, rồi ở nhà thì nấu cơm nấu nước ăn cũng lay quay trong nhà, rồi sáng thì nó xanh cháo thì ở nhà giữ. Tại vì công việc của chị thì cũng giải trí, em cũng đi hát á, đi diễn nhiều khi đi khuya rồi sáng lại đi sớm. Mà mẹ thì dậy sớm lắm, nhiều khi 4-5 giờ thấy mẹ dậy rồi cái em còn ngủ. Mẹ làm hết trơn à, rồi mẹ thì lại ăn chay trường nữa. Mà nhưng mẹ nấu đồ ăn mặn rất là ngon, cực kỳ ngon luôn á. Bây giờ mẹ chồng thấy mình hợp với con dâu điều gì? Cũng như nó thì vui tính lắm, là thích chân cái là cô bác bên chồng rồi. Dạ. Tới nó chào hỏi vui vẻ là điều đó là quý để quyền linh, cũng như thấy nó không phải như dâu của người ta, nó vui vẻ. Tuy mặc dầu nó không có nhà thường nhưng mà ví dụ gặp chị em đồ mà bên cô lên chơi vui vẻ, không có phải là nó làm thịt thì cũng hợp với nó. Hơi hợp nhất là của hai mẹ con là nằm tám với nhau về mỹ phẩm với quần áo. Vậy là chắc chị cũng hay mua tặng mẹ lắm đúng không? Cũng ít lắm Lộc, tại vì ở chung một nhà đó rồi. Dạ. Nhiều khi cái chị công việc chị đi thất thường cái chị hay nhờ ông xã, hoặc là hay mẹ ơi hay không con không mua quà tặng mẹ được, thôi mẹ mua theo ý thích đi, con sẽ giống như mình lì xì để cho mẹ mua thôi. Dạ. Chứ ít có khi để chở mẹ đi mua lắm, nhưng mà
tư vấn cho mẹ. Vì khi mẹ coi cái mẹ, ôi Trúc ơi cái này được không mày? Được không con? Dạ. Cái hai mẹ con nói chuyện tư vấn cho mẹ. Ờ mẹ cái đó được đó mẹ. Cái này hay nè, tức là giữa mẹ chồng nàng dâu giống như hai người bạn vậy đó. Dạ. À, rất là đúng dễ rồi. Thương. Dạ. Tức là trao đổi với nhau tất cả vấn đề này kia, không có ngại ngùng gì hết trơn á. Nhưng mà chắc em nghĩ cũng không tránh khỏi những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ đúng không chị? Cũng có Lộc, cũng có đôi khi á, tánh chị thì thẳng, nói bộc phát thấy cái gì cái đó, mẹ ơi sao vậy? Gì hay hoặc là nói với ông xã là anh ơi sao giống như mẹ không dẹp đó, rồi hay là anh ơi tại vì mẹ thì tánh mẹ gọn gàng á, yeah. Đồ mà thấy quất lung tung là mẹ dẹp hết rồi, cái tìm không ra, cái cũng bực, cái mét ông xã mẹ dẹp của em mất tiêu rồi. Cái mẹ nghe được cái mẹ buồn mà mẹ không có nói, cái lâu lâu cái mẹ nói dọn dẹp cho nó mà nó cằn nhằn hoài, mốt tao không thèm làm. Nhưng mà mẹ giận không có như mẹ anh ta. Dạ. Con ghẻ chứ cô không có thích bừa bãi gì nữa. Dạ. Rồi chăm sóc con cháu thì sao? Bà nội chăm sóc hay là ai chăm dạ, sóc? Dạ, bà nội chăm sóc từ lúc mà mới sanh tới giờ luôn. Lúc bị sanh thì ai lo cho mẹ của cháu? Dạ, bà nội luôn. Bà nội luôn. Chắc em nghĩ là có nhiều kỷ niệm cái lúc mà đi sanh lắm đúng không chị? Đúng rồi, khi mà chị đau bụng sanh là lúc 6 giờ sáng. Dạ. Là ông xã đưa đi, là lúc đó là ba đã bệnh rồi, mẹ đang chăm sóc ba đó, ba là bệnh nặng nữa. Mà vừa chăm sóc ba rồi vừa nhín thời gian để chạy vô bệnh viện, rồi lúc đó lúc ông nội còn là ông nội đau mà ráng chở bà nội để vô chờ đứa cháu, mà từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều chị mới ra phòng hồi sức, rồi vô là chỉ nhìn cháu được một cái thôi, rồi ông nội đau đó lại phải chạy về, rồi bà nội lại phải chạy về chăm cho ông nội. Ba của bé ở trong bệnh viện với chị đúng 3 ngày thì về nhà, là bắt đầu 3 ngày đó là bà nội tất bật vừa chăm ông nội vừa chăm bé vừa chăm mẹ luôn. Còn thương người bà nội không? Dạ, hầu như là mẹ không cho em làm bất cứ cái gì hết á, mẹ làm hết. Mẹ nói sợ sau này rồi bệnh, mẹ nói hồi xưa tao khổ không có ai chăm, bây giờ thôi giờ để tao chăm cho con dâu, con đừng làm gì hết trơn á. Thương mẹ lắm, tại vì mẹ em dưới quê là lớn tuổi quá rồi, bị bệnh già á, không có lên thăm được, nên là bao nhiêu nặng nhọc là dòng cho mẹ hết. Em ít có khi được thổ lộ với mẹ. Ở nhà thì mẹ con cứ tìm cái không khí vui vẻ để cho gia đình vui thôi, chứ ít có khổ lộ mẹ con thương mẹ hay gì không có nói được. Hôm nay là nhờ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì mới nói được những cái lời đó. Rất là thương mẹ, thương như mẹ ruột vậy đó. Có bao giờ cô giận con dâu gì không? Cũng như giận, nhiều khi cũng giận. Giận rồi nó nói hơi lớn tiếng đó, nạt nạt hơi giận, giận ngữ hơi cái mình ấy. Nghĩ giận để làm gì, sống chung trong nhà mà giận để làm gì, bỏ qua giận giờ đó thôi. Thế bắt đầu thôi kệ đi, giờ không có giận hờn gì trơn. Những cái lúc mẹ giận á là chị có biết không? Biết, tại vì mẹ giận dễ thương lắm. Mẹ sao, mẹ sao, mẹ có mẹ giận đang nói chuyện nghe cái mình nói giống như mẹ chỉ đấu được này kia, cái giận cái im ru. Giận im ru không nói chuyện tới. Giận như nít cái, vậy hả? Dạ, cái mẹ giận hả chị mẹ? Thôi mẹ ơi, mẹ nói chuyện tao, tao bực bội quá. Dạ, cái nói lại cũng như là đã nhờ ngầu làm thinh buồn buồn thôi mình nói. Nhưng mà mẹ không có giận lâu, xíu à. Nhưng mà không biết là hai vợ chồng chị á có bao giờ làm cho mẹ phải khó xử không? Cũng có. Tại vì vợ chồng chung sống thì không tránh được những cái lúc cãi giả đó. Rồi đôi khi cái bộc phát quá cũng la lên. Thì mẹ là người cửa giữa mà, mẹ là mẹ. Nhưng mà hầu như đa số là mẹ chỉ bên chị thôi, mẹ ít có bên ông xã lắm. Mẹ thấy chị buồn là mẹ lên đó, đầu hai mẹ con ngồi thủ thỉ là kêu thôi kệ nó, đừng buồn. Vậy đó, mẹ ngồi mẹ phiên hoài vậy. Thôi, hôm nay thì ông xã em có gửi cho chương trình một bức thư, để xem bức thư đó ông xã nói điều gì, con cô nói gì nha. Rồi, hai tờ giấy luôn. Gửi mẹ và vợ, hai người con yêu thương nhất. Mẹ ơi, con rất là thương mẹ. Nhiều đêm ngủ con cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, vì suy nghĩ và lo cho mẹ nhiều lắm. Kể từ khi ba con mất, con biết mẹ buồn nhiều lắm. Kể cả chúng con cũng vậy, nhưng con cố giấu nỗi đau mất mát lớn nhất đó và cố vượt qua để còn lo chăm sóc cho sức khỏe của mẹ nữa. Vì đời con mất ba rồi, chỉ còn có một mình mẹ thôi. Nhiều lúc vô tình con thấy mẹ nhớ ba, mẹ nằm mẹ khóc á, lúc đó con đau lắm, con xót xa, dối cả con tim của mình mẹ.
muốn bước tới an ủi mẹ nhưng con không dám, con sợ con sẽ òa khóc rồi làm mẹ buồn thêm nữa. Con chỉ mong sao mẹ vượt qua nỗi đau này, một nỗi buồn lớn nhất đó, để có tinh thần lạc quan, sống khỏe, sống thọ với các con mẹ nhé. Con biết mẹ rất thương vợ con, luôn coi vợ con như con gái ruột của mẹ. Nếu như trong quá trình vợ con làm điều gì làm mẹ không vui, hoặc là hai mẹ con chưa hiểu nhau về một điều gì đó, lỡ làm mẹ buồn lòng, thì con xin mẹ, mẹ bỏ qua cho hai vợ chồng con mẹ nhé. Vợ ơi, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất đối với anh. Em luôn hy sinh và dành điều tốt đẹp nhất cho gia đình nhỏ của chúng mình. Anh cảm ơn em, thay anh chăm sóc mẹ những lúc anh đi diễn xa nhà. Anh mong em xem mẹ anh như mẹ ruột của em, và có điều gì chưa hiểu cứ ngồi lại tâm sự với mẹ, để gia đình mình luôn vui khỏe, tránh những chuyện nhỏ không cần thiết mà hiểu lầm nhau. Đừng làm buồn lòng mẹ vợ, thương mẹ và vợ nhiều lắm. Đây là những dòng chữ, những cái tâm sự của con trai mình. Cô cảm nhận thế nào? Cảm thấy xúc động. Anh còn mềm yếu lắm, cô hãy khóc. Cầm không có được, cô cũng nguyện vọng trong lương tâm cô hoài. Miễn sao gia đình mà thí dụ có nghèo chẳng mà hạnh phúc vui vẻ là điều tốt nhất. Mà thí dụ giàu có mà không hạnh phúc cũng không có vui nữa Diệm Linh. Cô muốn cho mong muốn sao dâu con trong nhà được hạnh phúc vui vẻ là cô nguyện vọng cô bao nhiêu đó. Chị thấy sao về bức thư của ông xã mình? Lần đầu tiên nghe ông xã nói nhiều vậy luôn á. Tại ở nhà ảnh cà rỡn không à. Có tâm sự cũng giống như nói chơi vậy đó. Lần đầu tiên là chị cảm giác được là những cái lời mà ông xã gửi gắm chị rất là xúc động, cũng như là nhắn với ông xã là em sẽ cố gắng. Hôm nay thì em cũng muốn nói gì với mẹ chồng của mình hay không? Con chưa bao giờ nói là con thương mẹ. Ngày hôm nay là con nói mẹ là con coi mẹ như mẹ cuộc thứ hai của con vậy đó. Hôm nay con có sai sót gì thì mẹ bỏ qua cho con. Thì vậy mẹ cũng cảm ơn con, muốn mẹ không muốn sao mà con được như vậy mãi mãi tới cuối đời mẹ. Tại vì bây giờ mẹ chỉ sống với vợ chồng con, bây giờ ba con nó mất rồi. Con nói nhiều vậy được, nhiều với mẹ xúc động, mẹ nói không được. Chúc cho hai mẹ con mãi mãi như thế. Nhớ mỗi ngày ôm mẹ một vài lần nha. Để chia sẻ những cái nỗi buồn của mẹ. Rồi cũng sẽ qua thôi. Tặng cô món quà của chương trình. Để hôm nào nhìn cái hình Lê Lộc mới nhớ ra tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Một kỷ niệm với chương trình nha. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ sản phẩm của thương hiệu Elina. Còn đây là Alabio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Cô cũng cảm ơn hai anh chị, Linh và Lê Lộc.